Vâng, thưa quý vị và các bạn thì để mà nguyên liệu làm ra một cái chiếc thúng này thì trước tiên người ta sẽ đan bằng các cái nan tre đúng không? Nan tre thì khi mà đan xong thì nó sẽ có những cái lỗ, thì người ta sẽ dùng đây là phân bò tươi. Đây các bạn, đây là phân bò tươi. Nhưng mà sao nó lại mịn như này ra? Dạ, phân bò tươi ở trong anh, còn cái lớp ở ngoài là dầu rái. Dầu rái là dầu gì? Dạ, cái dầu đó là đặc biệt ở Quảng Nam mình, Quảng Nam mới có. Dầu rái. Dạ. Dầu rái. Và tráng ở đây thì nó rất là kiểu như là mình như là một loại keo á. Gắn kết mà nước không thể vào được. Rất là thú vị. Và một chiếc thúng này thì ngày trước thì những người dân Quảng Nam thì họ có thể tự làm ra được, nhưng mà tuy nhiên là gần tới đây thì cái số lượng khách rất là nhiều và không thể tự sản xuất kịp được, cho nên là họ sẽ mua, và giá thành của chiếc thúng này nó rơi khoảng 3 triệu, xịn hơn thì 5 triệu đến 6 triệu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.